Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 202. Tổn thương. Thẩm Diệu nhất thời cảm thấy tim mình thắt lại. Nếu tạ cảnh hành có thể che giấu chút nào, chắc chắn hắn sẽ tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Việc Vĩnh Lạc đế nói thẳng duệ thân vương bị thương trước mặt Lư Diệp hai nhà, chắc hẳn cho thấy tình hình nghiêm trọng đến mức không thể che giấu nổi. Quý phu nhân đứng bên cạnh thẩm diệu, ngay lập tức nắm chặt tay nàng, cố gắng an ủi. Trên sân săn bắn khó tránh khỏi có va chạm, có lẽ chỉ là vết thương nhẹ. Có nhiều hộ vệ bảo vệ, chắc không sao. Dù vậy, nét lo lắng trên mặt bà càng lộ rõ. Thẩm diệu không muốn để quý phu nhân cũng tự loạn, liền đáp lời bà vài câu, nhưng trong lòng nàng không yên. Nếu vĩnh lạc đế để tạ cảnh hành ra khỏi thành trước, không để lộ trước mặt các thần tử, thì thương thế của tạ cảnh hành chắc chắn không đơn giản chỉ là va chạm nhẹ. Nàng nhìn quanh, không thấy thiết y hay cao dương đâu, càng thêm lo lắng. Vĩnh Lạc Đế cũng không muốn nhiều lời, mặc dù đã săn được hùng sư, biểu hiện của ông không thấy vui vẻ. Mọi người đoán rằng thương thế của Duệ thân vương không nhẹ, ai cũng hiểu rõ Vĩnh Lạc Đế lúc này không cao hứng, vì hai người đi vào trong tràng, nhưng chỉ có Duệ thân vương bị thương. Tất cả đều cẩn thận, ngay cả tĩnh phi cũng thu hồi kiêu căng cẩn thận hầu hạ mọi người không ai dám nói gì thêm chỉ có lư chính thuần vẫn còn dám hỏi về tế điển vĩnh lạc đế lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi rõ ràng không thích các thần tử hiểu rõ lư chính thuần không hề tức giận ngược lại còn có vẻ hài lòng gương mặt đầy sát khí thẩm diệu cũng muốn nhanh chóng về duệ thân vương phủ lo lắng cho thương thế của tạ cảnh hành quý phu nhân và quý vũ thư cũng muốn đi cùng nhưng thẩm diệu khuyên chuyện này chưa rõ ràng nếu đi cùng dễ bị người khác lợi dụng đợi ta về xem tình hình thế nào di mẫu và vũ thư hãy đến sau càng lúc này càng không thể rối loạn quý vũ thư và quý phu nhân tuy không rõ ngọn ngành nhưng hiểu ý đồng ý không theo thẩm diệu cùng mạc kình và đoàn người lập tức lên đường về rưỡi thân vương phủ bát giác và hồi hương an ủi thẩm diệu phu nhân yên tâm chủ tử võ công cao cường người bình thường không dễ tổn thương có thể đây là kế hoạch của chủ tử để lừa địch thẩm diệu lắc đầu ta cảm giác không tốt nàng cảm thấy bất an vô cùng chỉ mong nhanh chóng đến phủ để xem tình hình của tạ cảnh hành bát giác và hồi hương nhìn nhau không nói gì thêm khi đến duệ thân vương phủ thẩm diệu liền bước nhanh vào không dừng lại cửa phủ hộ vệ vội vã nhường đường nàng bước vào trong sân thấy đường thúc đứng trước cửa phòng với vẻ mặt lo lắng thẩm diệu cảm thấy tim mình đập mạnh tiến lên hỏi ngay hắn thế nào rồi điện hạ bị thương rất nặng cao công tử đang chữa trị đường thúc thở dài ta chưa từng thấy điện hạ như vậy thẩm diệu suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa vào phòng trong phòng mùi máu tanh dày đặc Thiết y đứng bên, trầm mặc nhíu mày. Trong bồn đầy máu tươi làm người nhìn thấy mà giật mình. Cao Dương đang cau mày, nhìn thấy Thẩm Diệu bước vào, liền nói, người cũng biết rồi phải không? Thẩm Diệu bước nhanh tới giường, thấy tạ cảnh hành mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt. Nửa người trên của hắn bị lôi kéo, bụng có vết thương sâu, che trên vết thương cũ, đầy vết máu đen. Nàng chỉ vào vết thương, ngữ khí bất ổn, đây là. Tôi độc, Cao Dương thẳng thắn. Thẩm Diệu như bị sét đánh. Một lát sau, nàng bình tĩnh lại, ngươi có thể giải được không? Cao Dương lắc đầu. Đây là nhiều loại độc hỗn hợp, ta cần thời gian để phân loại và giải độc. Nhưng thương thế của hắn không đợi được lâu. Ngươi phải nghĩ cách kéo dài thời gian, bằng mọi giá phải cứu hắn. Thẩm Diệu lớn tiếng quát, Cao Dương sững sờ. Hắn biết thẩm diệu không phải người ôn hòa, nhưng đây là lần đầu thấy nàng nghiêm nghị như vậy, như một kẻ bề trên sai khiến thần tử. Thiết y cũng sừng sốt, thấy thẩm diệu như vậy, nhớ đến vị tiên hoàng hậu. Thẩm diệu hít sâu, bình tĩnh lại, hỏi, hắn có thể chống đỡ bao lâu? Giải độc cần bao lâu? Hắn nhiều nhất chống đỡ được 7 ngày, giải độc cần ít nhất nửa tháng. Cao Dương lộ vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa, vết thương cũ tái phát. Thẩm diệu nhìn tạ cảnh hành nằm đó, như ngủ say. Trong đầu nàng nghĩ đến những vết thương cũ của hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền nói, người chờ chút đã. Nàng vội vàng ra ngoài, đi đến một gian khác. Kinh chập và cốc vũ đang bên ngoài hầu, thấy nàng liền hỏi han. Thẩm diệu không nói gì, đi thẳng đến bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ, trong hộp có viên thuốc và lọ thuốc. Thẩm Diệu cầm lấy lọ thuốc, trở lại phòng của Cao Dương, đưa cho hắn, ở đây có ba hạt quy nguyên hoàn, có thể giúp không? Bên trong chiếc hộp nhỏ đó là những món đồ Thẩm Diệu được tặng khi xuất giá. La Đàm tặng một địa bàn, còn Phùng An Ninh thì tặng ba viên quy nguyên hoàn. Quy nguyên hoàn vốn là loại thuốc có thể giúp người kéo dài tính mạng, có thể giữ lại hơi thở cho người sắp chết. Đây là thứ tốt mà một đại y nho của Minh Tề đã lưu lại từ trước, và Phùng An Ninh rất quý khi tặng thẩm diệu ba viên này. Thẩm diệu chợt nhớ ra, không biết liệu vật này có thể giúp tạ cảnh hành hay không. Cao Dương vui vẻ, hỏi, ngươi từ đâu có được thứ này? Rồi nhận lấy lọ thuốc, đổ ra một viên để xem xét kỹ càng và ngửi thử. Sau đó hắn nói, không sai, đúng là quy nguyên hoàn. Có thứ này, hắn có thể cầm cự thêm 10 ngày. Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nghe Cao Dương nói tiếp, nhưng trong 10 ngày, ta chưa chắc có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Dù ngươi có thể hay không, ngươi cũng phải thử. Nếu không được, đến lúc đó tính sau. Bây giờ ngươi là đại phu, không được chùn bước. Thẩm Diệu lạnh lùng nói. Thiết y và đường thúc ngạc nhiên nhìn Thẩm Diệu, không ngờ nàng lại có thể giữ được bình tĩnh đến vậy trong tình huống này thật ra thẩm diệu không hề cảm thấy bình tĩnh như bề ngoài chỉ là vào lúc này nếu hoảng loạn cũng không làm được gì nàng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo suy nghĩ bước tiếp theo cần làm cao dương gật đầu nói ta hiện phải rút kim cho hắn phối hợp quy nguyên hoàn để hắn tạm thời ổn định mọi người đi ra ngoài trước thẩm diệu liếc nhìn tạ cảnh hành lòng như bị thứ gì đó siết chặt rồi bước ra ngoài sau khi ra ngoài nàng nói với đường thúc mọi người đi ra trước ta muốn một mình yên tĩnh một lúc đường thúc muốn nói gì đó nhưng lại thôi cuối cùng chỉ nói phu nhân phải bảo trọng thân thể chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ thẩm diệu đáp lại đường thúc và thiết y đều lui ra kinh chập và những người khác cũng bị đuổi đi thẩm diệu đứng ngoài cửa phòng nhìn vào sân lòng cảm thấy trống rỗng và mệt mỏi một lát sau, nàng ngồi xuống bậc thềm trong sân. Tháng 6, thời tiết vốn nóng bức, đặc biệt là ở Đại Lương. Nhưng mặt đất lại lạnh, gió thổi qua mang theo hơi lạnh. Thẩm Diệu cảm thấy có chút lạnh lẽo. Nàng tự hỏi, nếu tạ cảnh hành thực sự gặp chuyện bất chắc, nàng phải làm gì? Dường như nên suy nghĩ về cuộc sống tương lai và những việc cần làm, nhưng vào lúc này, nàng không thể lý trí phân tích những điều đó những kết quả đó là điều nàng không muốn nghĩ đến tạ cảnh hành từ lúc nào đã trở nên quan trọng như vậy trong lòng nàng đến mức vừa nghĩ đến mất đi hắn mọi thứ còn lại đều trở nên vô vị nếu không có trải qua hạnh phúc có lẽ nàng vẫn chịu đựng được nhưng một khi đã trải qua rồi lại mất đi mọi thứ liền trở nên không thể chấp nhận được có tiếng bước chân đến gần bùi lang không biết đã đi vào sân từ lúc nào thấy nàng ngồi trên bậc thềm Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh. Sau một hồi do dự, hắn nói, "Đừng lo lắng, hắn là đại lương thân vương, không dễ dàng gặp chuyện." Thẩm Diệu im lặng, ánh mắt nàng u ám, Bùi Lang cảm thấy trong lòng chua xót. Hắn chưa từng thấy Thẩm Diệu như vậy. Trước đây, Thẩm Diệu luôn mạnh mẽ, tính toán kỹ càng, nhưng giờ nàng yếu đuối như một nữ tử bình thường. Bùi Lang nói, "Ngươi trở về nhà đi, gió lớn." không cần thẩm diệu nhìn ra xa ngươi chưa khỏe hẳn không cần lo cho ta đi nghỉ ngơi đi bùi lang trầm mặc một hồi nói ta sẽ ở lại cùng ngươi thẩm diệu cũng không khuyên hắn nữa vào lúc này tâm tư của nàng hoàn toàn không đặt vào bùi lang chỉ lo lắng cho thương thế của tạ cảnh hành cao dương bận rộn suốt cả đêm thẩm diệu cũng ngồi suốt cả đêm đến khi gà gáy ba tiếng cao dương mở cửa đi ra nhìn thấy Thẩm Diệu và Bùi Lang ngồi trên bậc thềm, hắn không nhịn được kinh ngạc, các ngươi ngồi cả đêm. Thẩm Diệu vừa xoa đầu gối đã mất cảm giác, vừa hỏi, hắn thế nào rồi? Tạm thời ổn định, quy nguyên hoàn có hiệu quả tốt. Ta sẽ ở trong phòng nghiên cứu thuốc giải, không ai được quấy rầy. Hắn nhìn Thẩm Diệu, những ngày này hắn nhờ ngươi chăm sóc. Đường Thúc nghe tin liền hỏi, nếu 10 ngày sau vẫn chưa có thuốc giải thì sao? cao dương im lặng bầu không khí trở nên nặng nề ngươi đi đi thẩm diệu nói giọng bình tĩnh như thể người nằm trong phòng không phải là trượng phu của nàng cao dương nhìn nàng thật lâu ta cũng hy vọng thành công nếu không đời này ta sẽ không vui nổi hắn xoay người rời đi đường thúc nhìn thẩm diệu và bùi lang nói phu nhân bùi công tử hai người đã giữ đêm qua mà chưa ăn gì bây giờ chủ tử đã tạm thời ổn định hai người nên ăn chút gì và nghỉ ngơi một lát nếu không chủ tử khỏe lại mà các người lại bệnh thẩm diệu gật đầu mang đồ ăn vào phòng ta sẽ nghỉ ngơi trong đó và chăm sóc hắn nói với quý phu nhân rằng điện hạ tạm thời ổn định nhưng chưa tỉnh lại chưa nên đến đường thúc gật đầu bùi lang nhìn thẩm diệu thấy nàng đã đi vào phòng và ngồi xuống cạnh giường ánh mắt ảm đạm hắn cũng xoay người rời đi Cốc vũ nhanh chóng mang cháo tới. Thẩm diệu bảo nàng ra ngoài và đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn thẩm diệu, tạ cảnh hành đang hôn mê và thiết y. Thẩm diệu vừa ăn, vừa hỏi thiết y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ có thể nói cho ta nghe được không? Thiết y do dự. Thẩm diệu ngừng tay, nhìn hắn nghiêm nghị nói. Ngày đó ngươi đi cùng hắn vào trong sân sân. Ngươi rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. Dù ngươi chỉ trung thành với hắn, người cũng không thể giấu ta thiết y vội nói không phải phu nhân chỉ là thuộc hạ không rõ kế hoạch lần này của chủ tử vì người thương lượng với chủ tử là hoàng thượng ngay cả mặc vũ quân cũng không được vận dụng nhưng dường như có biến cố trên đường hoàng thượng trong sân săn bị phục kích tính mạng ngàn cân treo sợi tóc có kẻ trà trộn vào cấm vệ quân phục kích chủ tử vì bảo vệ hoàng thượng mà bị trọng thương lưỡi đao có độc có kẻ muốn lấy mạng hoàng thượng. Nghe xong, trong đầu thẩm diệu như có một chuỗi hạt châu cuối cùng được nối liền. Trận săn bắn này thực chất là cuộc đấu trí giữa Vĩnh Lạc Đế và Lư Gia. Vĩnh Lạc Đế muốn dùng tính mạng mình để đẩy đổ Lư Gia, còn Lư Gia thì nhân cơ hội này đối phó Vĩnh Lạc Đế. Có lẽ Vĩnh Lạc Đế đã quyết tâm hy sinh, nhưng kế hoạch của ông không thông báo cho tạ cảnh hành, hoặc có thể ông biết tạ cảnh hành sẽ không đồng ý, vì vậy tạ cảnh hành mới nói kế hoạch sinh biến và vì cứu vĩnh lạc đế mà bị thương nặng thẩm diệu trầm mặc nhìn tạ cảnh hành nằm trên giường người thanh niên này trong ngày thường kiêu ngạo giỏi kiểm soát mọi thứ nhưng giờ đây hắn chỉ là một người bình thường cũng sẽ bị thương cũng đối mặt với nguy cơ thậm chí có thể biến mất khỏi thế gian thẩm diệu đau lòng nhớ lại lời tạ cảnh hành trước khi vào sân săn chờ ta trở lại giờ nghĩ lại thật trào phúng quy nguyên hoàn hiệu lực cũng không kéo dài lâu, nếu Cao Dương không tìm ra thuốc giải trong 10 ngày, rồi sẽ làm sao? Thẩm Diệu nhíu mày nhìn tạ cảnh hành, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Nếu người đứng trước không thể làm được, thì kẻ cầm đầu cũng phải chịu 10 lần khổ sở. Vĩnh Lạc Đế ném mạnh chiếc tử xuống đất trong vị ương cung. Hiền Đức Hoàng hậu thở dài, cúi người nhặt lên. Hắn lư ra gan lớn, dã tâm đủ lớn, đế vương mặt trầm như nước, lúc này còn dám diễu võ dương oai trước mặt chẫm, chẫm hận không thể lột ra hắn, uống máu hắn. Gia tộc lư gia ỉ vào quyền thế làm sàng làm bậy, lần này càng bí quá hóa liều, nếu không có cảnh hành liều mình bảo vệ. Hiền đức hoàng hậu không nói tiếp. Nghe vậy, mắt vĩnh lạc đế lóe lên một tia đau xót, chẫm cũng hận không thể chết thay. Cảnh hành trọng tình trọng nghĩa, hoàng thượng biết rõ hắn sẽ không đồng ý vì vậy ngay từ đầu hoàng thượng mới không nói cho hắn biết cho hắn biết thì dù hoàng thượng có an bài xong mọi thứ đối với cảnh hành mà nói vẫn là xiềng xích hoàng thượng không nghĩ đến cảm nhận của hắn lời của hiền đức hoàng hậu như mũi dao đâm thẳng vào lòng vĩnh lạc đế tức giận mặt tái xanh hoàng thượng không nên tức giận trước mắt cảnh hành còn chưa tỉnh điều quan trọng là phải tập trung xử lý lư gia những oán giận khác chỉ là thứ yếu hiền đức hoàng hậu nhắc nhở. Vĩnh lạc đế nhắm mắt, chậm biết. Chậm chỉ có một đệ đệ như thế. Cảnh hành có cao dương chăm sóc, duệ thân vương phủ cũng chưa truyền tin tức gì thêm, nhưng trước mắt, lư gia đã bắt đầu động thủ. Chậm biết, vĩnh lạc đế nở nụ cười lạnh lẽo, hắn muốn đối phó chậm, nếu chậm không chết, sẽ đến lượt chậm đối phó hắn. Lư gia sống đủ lâu rồi, lần này nếu tạo uyên có nửa điểm không ổn, chậm sẽ diệt cả lư gia. Hắn ngừng lại, gần từng chữ, nếu tạo uyên khỏe lại, bọn họ cũng không có đường sống. Hiển đức hoàng hậu khẽ gật đầu, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Tháng 6, trời lúc nãy còn nắng, giờ đã mây đen giăng kín. Tại phủ Cao Gia, vừa bước vào, Cao Dương đã nghe tiếng giận dữ. Cao Dương, ngươi rõ ràng là người đại lương lũng nghiệp, nhưng lại gạt ta rằng ngươi là người minh tề định kinh ngươi không phải thái y mà là đại lương vệ sự đại thần ngươi đúng là kẻ lừa gạt la đàm giận dữ đứng ở cửa nàng tiêu tụy mắt có quầng thâm nhìn cao dương nàng như muốn hắn cho một lời giải thích cao dương đang bận rộn lo cho tạ cảnh hành gặp la đàm thế này lại thêm phiền lòng trước kia hắn có thể kiên nhẫn giải thích nhưng bây giờ thì không hắn bảo gã sai vặt nói cho nàng biết ta vào nhà trước không ai được vào. Nói xong, hắn thẳng tiến vào nhà thuốc. La đàm nghĩ Cao Dương sẽ giải thích, nhưng hắn lại không, còn bỏ mặc nàng mà đi vào phòng. Nàng nói, này, ngươi phải nói rõ, rốt cuộc ngươi. La cô nương, gã sai vặt vội ngăn nàng, tiểu nhân sẽ nói rõ. Công tử hôm nay phải chữa trị cho Duệ Thân Vương Điện Hạ. La đàm sững sờ, Duệ Thân Vương không phải là muội phu của ta sao? Chuyện gì đã xảy ra? Gã sai vặt lau mồ hôi, việc này rất dài dòng. Ở một nơi khác, Thẩm Diệu ngồi bên giường Tạ Cảnh Hành, nhắm mắt lại một chút, rồi lại ngồi dậy. Nàng nhìn Tạ Cảnh Hành đang hôn mê, cảm thấy lòng an tâm hơn chút. Nhưng trong lòng nàng vẫn rối bời. Từ khi sống lại, Thẩm Diệu cảm thấy cuộc sống quá an toàn, vì có kiếp trước làm cơ sở, nàng luôn nắm rõ nhiều việc người khác không biết. Nhưng giờ đây, nàng lần đầu tiên cảm nhận sự bất lực, dù không xảy ra trên người mình, nhưng còn khó chịu hơn. Nàng không biết y thuật, không biết giải độc, chỉ có thể dựa vào ba viên quy nguyên hoàn, đặt toàn bộ hy vọng vào cao dương. Thầm diệu không quen cảm giác này. Nàng nắm chặt tay tạ cảnh hành, như để tự an ủi. Đường thúc mang trà nóng và điểm tâm đến, khuyên, phu nhân nên ăn một chút, chăm sóc chủ tử cũng rất mệt thẩm diệu cảm ơn trần trừ một chút hỏi đường thúc hai năm trước khi điện hạ đến lũng nghiệp cũng bị thương nặng như vậy sao hai năm trước tạ cảnh hành phải về lũng nghiệp vì bị ám sát trên chiến trường bắc cương hắn thoát chết nhưng bị thương nặng nhờ cao dương chăm sóc và tự mình cố gắng mà vượt qua đường thúc nhớ lại nhìn tạ cảnh hành nói phu nhân cũng biết rồi đúng vậy lần đầu chủ tử về lũng nghiệp cũng bị thương nặng các đại phu đều nói không cứu được, nhưng cuối cùng chủ tử vẫn vượt qua, thật là kỳ tích. 203. Cao nhân. Phu nhân cũng biết rồi à. Đúng vậy, lần đầu tiên chủ tử về lũng nghiệp, cũng là bị người hãm hại, các đại phu đều nói không thể cứu nổi, cao công tử cũng không làm gì được, cuối cùng chủ tử gắng gượng vượt qua, thực sự là kỳ tích. Thẩm diệu cục mắt, ở lũng nghiệp, kẻ muốn đòi mạng hắn không ít. Đường thúc hơi kinh ngạc nhìn thẩm diệu, trù trừ một chút, lại lắc đầu, thở dài, giang sơn đại lương không dễ giữ. Nếu không thì trước kia, hắn đột nhiên dừng lại, nói, nói chung, phu nhân phải bảo trọng thân thể. Nói xong muốn đi dặn nhà bếp sắc thuốc, liền lui ra. Khi đường thúc sắp lui ra cửa, thẩm diệu gọi lại, đường thúc, tiên hoàng và điện hạ hình như không có quan hệ tốt, chuyện này ngươi biết không? đường thúc bước chân lảo đảo, dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, thật không dám giấu phu nhân, nô tài từng là người hầu của tiên hoàng hậu trước khi xuất giá. Nhưng nếu phu nhân muốn biết chuyện này, tốt nhất là chờ điện hạ tự mình nói với ngài. Lão nô không tiện nói, hắn thi lễ một cái, xoay người rời khỏi phòng. Thẩm diệu đè lên chán, bí mật của hoàng thất đại lương không hề ít hơn minh tề, tạ cảnh hành trên người lại còn bao nhiêu bí mật. Tiên Hoàng và Vĩnh Lạc Đế giữa họ có gì? Tạ Cảnh Hành chưa từng nói với nàng, nàng cũng không biết rõ ngọn nguồn, càng không thể hành động tùy tiện. Lúc này, Thẩm Diệu mong mình có tính cách quyết đoán hơn, có lẽ sẽ biết được chân tướng. Đúng lúc đó, Cốc Vũ vội vàng chạy vào, mặt mày lo lắng, "Phu nhân, phu nhân." Thẩm Diệu cau mày, càng vào lúc này càng phải tránh liều lĩnh gấp gáp, dễ sinh rối loạn duệ thân vương phủ cũng không thể để bị người chui chỗ trống nàng hỏi xảy ra chuyện gì mà hoang mang như vậy chưa kịp nghe câu trả lời bên ngoài đã truyền tới một giọng quen thuộc tiểu biểu muội thẩm diệu choáng váng nhìn thấy sau lưng cốc vũ một bóng người quen thuộc hiện lên không phải ai khác mà là la đàm la đàm có vẻ sốt ruột vừa nhìn thấy thẩm diệu liền bước nhanh vào nhìn thấy tạ cảnh hành nằm trên giường lẩm bẩm hắn quả nhiên không gạt ta. Thẩm diệu đứng bật dậy, ngươi tại sao lại ở đây? Giọng nàng nghiêm nghị, khác hẳn với sự khoan dung thường ngày, làm la đàm sợ hãi, rụt cổ lại, nhỏ giọng nói, việc này nói dài lắm. Khi la đàm kể xong làm sao đến đây, thẩm diệu không khỏi hít một mụn khí lạnh, không đồng ý, quả thực hồ đồ. Đại lương và minh tề xa nhau, ngươi một thân một mình rời nhà, nếu có chuyện gì xảy ra, cữu cữu và cữu mẫu biết làm sao. Cha mẹ ta lại làm sao? La đàm tự biết mình sai, nhỏ giọng nói, ta biết sai rồi, chỉ là trước một lòng một dạ muốn ở bên các ngươi. Lập tức âm thanh càng nhỏ hơn, ta cũng không nghĩ Cao Dương là người lũng nghiệp, trước hắn còn nói chỉ là từng du lịch đến lũng nghiệp, ở đây vừa vặn cũng có phủ đệ. Thẩm diệu nhìn la đàm, biết trách móc cũng vô ích. Sự việc đã xảy ra, trách mắng cũng không thay đổi được gì. Dù sao mọi chuyện cũng tạm ổn, chưa gây ra loạn gì. Cao Dương người này tuy không đơn giản như vẻ ngoài, nhưng theo tạ cảnh hành, chắc hẳn sẽ không làm gì thất lễ với La Đàm. Thẩm Diệu cũng không rõ vì sao Cao Dương lại như vậy, nhưng nhìn La Đàm, biết hắn đã chăm sóc nàng rất tốt. La Đàm lo Thẩm Diệu sẽ đưa nàng về, lập tức chuyển chủ đề, Cao Dương đi hiệu thuốc làm thuốc giải độc cho muội phu. Ta tưởng hắn nói dối, giờ thấy muội phu mới biết là thật. Nàng nhìn Thẩm Diệu, "Tiểu biểu muội, muội phu thật sự bị thương nặng sao?" Thẩm Diệu không muốn giấu, gật đầu, "An Ninh Quy Nguyên Hoàn chỉ bảo đảm hắn 10 ngày an toàn, nếu 10 ngày qua đi mà Cao Dương chưa làm ra thuốc giải, sẽ rất nguy hiểm." Là Đàm sợ hãi, không còn cách nào khác sao? Ta đang suy nghĩ, Thẩm Diệu cục mắt, tin tức đã truyền tới hoàng thượng, hoàng thượng đã mời y sư cao tay nhưng nước xa không cứu được lửa gần la đàm trầm mặc rồi nắm chặt tay thẩm diệu kiên định nói muội phu như vậy anh tài chắc chắn sẽ không sao ngươi đừng tắt hy vọng ta sẽ bồi tiếp ngươi la đàm là người thân dù ở dị quốc cao dương và quý vũ thư cũng chỉ là người ngoài la đàm không cần làm gì chỉ cần có mặt cũng làm thẩm diệu cảm thấy dễ chịu hơn tạ cảnh hành cần người chăm sóc, thẩm diệu tự mình lo liệu. Gần như cả ngày nàng ngồi bên giường hắn, cho hắn ăn uống, khi rảnh thì đọc sách về đại lương. Nàng phải mau chóng hiểu rõ quốc gia này, để có đối sách trong tương lai. Cảm giác bị động khiến nàng không chịu nổi. La đàm cũng ở bên thẩm diệu, chứ lúc đêm về nhà ngủ, thời gian còn lại đều ngồi cùng nàng. Hiếm thấy nàng có tính nhẫn nại lâu như vậy tuy phần lớn thời gian chỉ ngồi thử ra. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày đã qua, tạ cảnh hành vẫn chưa tỉnh. Ngoài cao dương bế quan chế thuốc, Vĩnh Lạc Đế còn phái lão Thái Y giỏi nhất trong cung đến chăm sóc. Nhờ lão Thái Y, mạch tạ cảnh hành vẫn ổn định. Tất cả đều đặt hy vọng vào cao dương, mong hắn kịp làm ra thuốc dài trong 10 ngày. Nếu không, đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đến ngày thứ tư, tạ cảnh hành đột nhiên chuyển biến xấu. Mạch đập rối loạn, hô hấp gấp gáp, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương thối giữa, trông cực kỳ nguy hiểm. Lão Thái Y nhìn qua, lắc đầu thở dài, miệng vết thương độc đã bị Cao Dương tạm thời đè lại, nhưng chỉ là hoãn được nhất thời, hiện tại độc đã lan, nếu không có ba viên quy nguyên hoàn, tạ cảnh hành đã không chịu đựng được đến giờ. Nhưng dù có quy nguyên hoàn, nếu 10 ngày qua đi mà Cao Dương chưa luyện được thuốc giải thì tình hình vẫn rất nghiêm trọng. Tình hình chuyển biến xấu khiến mọi người bất an, đặc biệt là Thẩm Diệu. Trước kia, dù Tạ Cảnh Hành bị thương, tình hình vẫn tính là bình tĩnh, làm nàng an ủi đôi chút. Nhưng bây giờ, nàng không thể tự lừa mình nữa. Tạ Cảnh Hành có thể không bao giờ tỉnh lại, sự thật rõ ràng đặt trước mặt nàng lão thái y tuy y thuật cao minh nhưng cũng không thể bằng cao dương. Đến cả cao dương còn không thể làm gì, hắn tự nhiên càng bó tay toàn tập. Lắc đầu liên tục sau khi trở về hoàng cung phục mệnh. Đường thúc do dự hồi lâu mới hỏi thẩm diệu, phu nhân, có nên thông báo cho quý phu nhân một tiếng. Giọng đường thúc vô cùng gian nan, ẩn chứa nỗi bi thống lớn lao. Từ khi tạ cảnh hành trở về từ sân săn bắn, thẩm diệu đã yêu cầu giấu tin tức không muốn quý phu nhân lo lắng và tránh để lộ ra ngoài nhưng ý của đường thúc hiện tại là nếu tạ cảnh hành không qua khỏi quý phu nhân nên đến gặp mặt lần cuối không cần thẩm diệu chặn lời hắn tạm thời không cần đường thúc ngẩn ra thiết y cũng bất ngờ bùi lang người luôn im lặng lên tiếng bất kể thế nào có một số việc cần phải bắt đầu cân nhắc cân nhắc cái gì cân nhắc hậu sự sao? Thẩm diệu biết bùi lang nói không sai. Trong hoàn cảnh này, bi thống khó tránh khỏi, nhưng cần phải dự liệu cho tương lai. Thẩm diệu trong lòng bốc lên một ngọn lửa vô danh, nhớ đến kiếp trước khi huyền du xuất giá. Bùi lang cũng nhẹ nhàng nói với nàng, công chúa điện hạ đã xuất giá, nương nương phải xem xét tương lai. Nàng lạnh lùng liếc nhìn bùi lang, ánh mắt khiến bùi lang ngẩn ra, trái tim không khỏi chậm rãi chìm xuống. La Đàm đã ngồi không yên từ lâu, trở lại Cao Phủ tìm Cao Dương, nhưng được báo rằng Cao Dương đang chế thuốc, không thể bị quấy dày, bất luận ai cũng không được vào. La Đàm tức giận, điều này cũng không được, điều kia cũng không được, chẳng lẽ để muội phu bệnh như vậy? Đáng thương tiểu biểu muội, mấy ngày nay tiểu tụy đi nhiều, gầy hốc hác. Mới xuất giá đã gặp chuyện như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, tiểu biểu muội nhất định không sống nổi. Là Đàm xem nhiều vở kịch tuẫn tình, nghĩ Thẩm Diệu tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mới mười mấy tuổi, vừa gả chồng, trong lúc tân hôn phu quân lại bị tai nạn. Nếu có chuyện, Thẩm Diệu làm sao chịu nổi? Để một cô nương trẻ sống tủ tiết, thật không được. Cao phủ bọn hạ nhân đều kinh ngạc, không ai dám nói lời nào. La gia tiểu thư lai lịch không nhỏ, là biểu tỷ ruột của Dợi thân vương phi, tính tình kích động như lửa ngay cả công tử cũng phải nể nang la đàm, nói chi là hạ nhân. Hiện tại Cao Dương chế thuốc không thể bị quấy dày, hạ nhân đành chịu đựng cơn giận của la tiểu thư. Còn nói là danh y, thiên hạ xưng tụng rượu thủ lòng son, đến độc cũng giải không được. Nếu 10 ngày sau không giải được thì sao? La đàm vành mắt đỏ lên, giọng nghẹn ngào, cảm thấy mất mặt trước mọi người nên quay vào phòng, đóng cửa, ngã xuống giường khóc thầm. Người La gia có tính cách thẳng thắn, thiện lương. Đặc biệt là Thẩm Diệu lại là thân nhân của La Đàm, nàng hận không thể thay thế Thẩm Diệu chịu đựng. Thấy Thẩm Diệu khổ sở mà mình không giúp được gì, La Đàm cảm giác vô dụng vô cùng. Cảm thấy không còn mặt mũi đối diện Thẩm Diệu, cũng không muốn đối mặt với chính mình, đành tự nhốt mình trong phòng suốt một ngày, không ăn uống, tựa như làm vậy sẽ dễ chịu hơn. Bởi vì nỗi đau của nàng không thể sánh bằng khổ sở của Thẩm Diệu kết quả là hành động của la đàm làm mọi người trong cao phủ lo sợ hạ nhân đều theo cao dương từ nhỏ biết rằng công tử luôn đối xử ôn nhã với nữ tử chưa từng mang nữ tử vào phủ nhưng với la đàm thái độ của cao dương hoàn toàn khác hạ nhân hiểu rằng phóng túng la đàm là vì nàng có khả năng trở thành nữ chủ nhân tương lai la đàm không vui không chịu ăn nếu mấy ngày sau cao dương ra ngoài thấy nàng như vậy tất nhiên sẽ đau lòng và người chịu hậu quả sẽ là bọn họ. Hạ nhân hợp sức tìm người vào khuyên la đàm, cuối cùng chọn Bôn Nguyệt, một tiểu cô nương nhanh nhẹn. Bôn Nguyệt là người được Cao Dương cứu từ tay ác bá, nếu không đã phải vào thanh lâu. Được Cao Dương cứu giúp, nàng vào cao phủ làm tỳ nữ. Bôn Nguyệt từng bị bọn buôn người bắt cóc, kiến thức không ít, rất cơ linh, miệng lưỡi ba tấc không nát. Cao phủ có chuyện gì khó khăn đều tìm đến Bôn Nguyệt. Lần này, La Đàm không vui, mọi người đưa Bôn Nguyệt đến, mong nàng mau khuyên nhủ La Đàm để nàng ăn uống. La Đàm đang ngồi trong phòng rơi lệ, thấy có người đẩy cửa vào, một tiểu cô nương tóc buộc dây hồng mang theo thức ăn. Bôn Nguyệt đặt thức ăn lên bàn, mở ra bưng thức ăn. Mùi thơm ngào ngạt, nhưng La Đàm không muốn ăn, lên tiếng, "Người đi ra ngoài, ta không muốn ăn." Tiểu thư chớ liên lụy thân thể, trời đất bao la thân thể là quan trọng nhất. Người không ăn cơm dễ bị bệnh, tiểu thư bệnh, duệ thân vương phi sẽ rất đau lòng. Bôn Nguyệt nói, là đàm lắc đầu, ta ăn không nổi. Tiểu thư, mọi việc đừng nghĩ không ra, thân vương điện hạ có phúc lớn, lần này dù nguy hiểm cũng sẽ không có chuyện gì. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ngày sau sẽ hồng phúc tề thiên. Bôn Nguyệt tiếp tục khuyên giải. La Đàm cười khổ, lời hay ai cũng nói được, nhưng có ích lợi gì? Nói vài câu cát tường mà được, thiên hạ cần gì đại phu? Người nói hay mấy cũng vô ích, chẳng bằng làm chút thực tế, để muội phu sớm tốt lên, tiểu biểu muội sớm yên tâm. Bồn Nguyệt bất ngờ, la đàm mỗi ngày nhìn lỗ mãng, không ngờ cũng có kiến giải. Người đau lòng mong có người bầu bạn nói vài câu trần an, nhưng điều đó thực sự có tác dụng hay không, chỉ có người trong cuộc biết. Những lời hay dĩ nhiên không lừa được la đàm, nàng thở dài, ánh mắt càng u sầu. Bồn Nguyệt nói, tiểu thư, có nói dù sao cũng hơn không? Hy vọng thân vương điện hạ sớm khỏe lại, không sai. La đàm thở dài, ngươi nói đúng, nhưng trong tình huống nguy cấp hiện tại, ta không thể ung dung được. Ngươi cũng đừng khuyên ta, vì dù ta cố nghe theo, trong lòng ta, nàng chỉ vào ngực, vẫn không thể làm được. Bồn Nguyệt suy nghĩ một chút, lần đầu cảm thấy bó tay. Nàng vắt óc hồi lâu, mới nghĩ ra một câu chuyện để an ủi La Đàm, thực ra, thân vương điện hạ có lẽ vẫn chưa nguy kịch đến mức đó. Chưa tới 10 ngày mà. Trước đây, Nô Tỳ có một tiểu tỷ muội, trong nhà có đệ đệ mới 3 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi người đều nói nó không sống nổi quá 3 ngày. Ngay cả công tử cũng xem qua và nói đứa bé chắc chắn sẽ chết yểu nhưng tiểu tỷ muội gặp may gặp được một cao nhân nói rằng có cách sửa mệnh cho đứa bé sau ba ngày ngươi đoán xem bôn nguyệt kể chuyện một cách lôi cuốn như kể chuyện trong tiểu lâu la đàm không tự chủ bị cuốn hút hỏi sao cơ bôn nguyệt vỗ tay đứa bé sống không chỉ sống mà còn khỏe mạnh hơn trước la đàm ngạc nhiên truy hỏi tại sao lại như vậy bôn nguyệt đáp chúng ta cũng rất ngạc nhiên. Ngay cả công tử cũng không giải thích được. Đôi tỷ đệ đó bây giờ ở đâu? La Đàm hỏi. Bởi vì có quá nhiều người tò mò, tiểu tỷ muội cảm thấy phiền phức, sau đó lại thích đi xa, nên mang đệ đệ rời khỏi lũng nghiệp. Cụ thể đi đâu thì không biết. Bồn Nguyệt tiếp tục, lúc trước, nàng còn vẽ lại nơi ở của cao nhân đó cho nô tỳ. Công tử đã dẫn người đến xem, nhưng phát hiện chỉ là một mảnh đất hoang không người có lẽ cao nhân đã rời đi hoặc tiểu tỷ muội nhớ nhầm cuối cùng không ai gặp được cao nhân đó la đàm trầm ngâm một lúc rồi hỏi ngươi còn bản đồ của cao nhân đó không có buôn nguyệt gật đầu trong phủ ai cũng có một bản vì quá nhiều người tò mò muốn tìm cao nhân để đổi vận mệnh nhưng đều trở về tay không la đàm nói vậy ngươi mang bản đồ đó cho ta Bồn Nguyệt đột nhiên lo lắng, ngài không định đi tìm cao nhân đó chứ. Chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm, không biết người đó còn sống hay không. Huống hồ công tử đã từng tìm không thấy, ngài. Nàng hối hận vì đã kể chuyện này cho La Đàm, chỉ muốn an ủi nàng. Ai ngờ La Đàm lại muốn tìm cao nhân. Nếu cao nhân dễ tìm như vậy, mọi người đã tìm được từ lâu. La Đàm lắc đầu, ngươi chỉ cần mang bản đồ cho ta ta không nhất thiết phải đi tìm cao nhân, chỉ muốn làm gì đó cho muội phu và tiểu biểu muội. Nếu không làm gì, lòng ta khó chịu. Bồn Nguyệt nghe vậy đành không từ chối nữa. Nàng nhanh chóng ra ngoài lấy bản đồ, đưa cho La Đàm một mảnh khăn tay theo bản đồ, thẹn thùng nói, nô tỳ không biết vẽ, cũng không biết chữ, nên theo lại bản đồ. Tiểu thư có thể nhìn hiểu không? May mà La Đàm từ khi đến Lũng Nghiệp đã đi dạo khắp nơi, càng thích những chỗ hẻo lánh. Nhìn bản đồ, nàng nhận ra ngay, đây là hướng nam từ phượng đầu trang ngoại Tây Thành. Bôn Nguyệt ngạc nhiên, tiểu thư cũng biết. Nàng nói, tiểu tỷ muội của nô tỳ từng nói, qua phượng đầu trang rồi đi thẳng về nam, sẽ thấy nhà ở chân núi. Nhưng công tử và người khác đã tìm, phượng đầu trang phía nam chỉ là bức tường đổ nát, không có gì cả. La đàm nhìn chăm chú bản đồ, nói, phượng đầu trang không xa cố gắng có thể đến trong ngày bôn nguyệt lo lắng tiểu thư ngài không thể ta đi tìm tiểu biểu muội la đàm nói ngươi ở lại đây bôn nguyệt bận tâm rằng la đàm thật sự muốn đi tìm cao nhân nhưng nghĩ lại nếu la đàm không có căn cứ duệ thân vương phi tất nhiên sẽ không theo làm loạn la đàm có thể vì vậy mà trong lòng dễ chịu hơn tại duệ thân vương phủ thẩm diệu nhìn tạ cảnh hành đang hôn mê lông mày nhíu chặt tình trạng của tạ cảnh hành ngày càng tệ chỉ còn sáu ngày có thể cầm cự trong sáu ngày ngoài việc mong cao dương chế thuốc giải thật sự còn có cách nào khác không đang suy nghĩ la đàm từ bên ngoài chạy vào không nói gì chỉ hỏi thẩm diệu tiểu biểu muội ngươi còn giữ địa bàn ta tặng khi thành thân không có thể cho ta mượn không thẩm diệu ngờ vực ngươi cần làm gì la đàm né tránh ánh mắt nói chỉ đột nhiên nhớ đến muốn mượn để vui đùa một chút đây là lúc nào mà la đàm còn tâm trạng vui đùa thẩm diệu nói ngươi không cần giấu ta nói rõ rốt cuộc muốn làm gì nếu không ngươi đừng nghĩ đến nó la đàm vừa tức vừa vội nhưng trước đại sự nàng luôn có chút sợ thẩm diệu nên quyết tâm kể hết câu chuyện của bôn nguyệt sau khi nghe xong La Đàm nhìn thẩm diệu, ta muốn tìm cao nhân đó. Nếu cao nhân có thể sửa mệnh cho đệ đệ của nô tỳ, không hẳn không thể cho muội phu sửa mệnh. Giờ cũng không còn cách nào khác, tìm cao nhân vẫn tốt hơn là không làm gì. Thẩm diệu suy nghĩ rồi lắc đầu, Cao Dương đã từng tìm, với tư cách là y giả, hắn chắc chắn biết rõ hơn. Nếu Cao Dương không tìm được, ngươi thì làm sao? La là Đàm nói, tiểu biểu muội Ta không dám nói điều hão huyền, những tổ phụ từng nói về kỳ môn độn giáp. Người luyện võ càng cao, càng khó ra khỏi trận pháp, cuối cùng bị vây chết trong trận. Ta muốn thử." Thẩm Diệu nhìn nàng, "Ngươi nghĩ lý do Cao Dương không tìm được nhà xá là vì kỳ môn độn giáp?" "Đúng vậy, dù sao cũng không mất gì để thử." La Đàm nói. "Ngươi tin ta không?" "Ta tin." Thẩm Diệu đáp. La Đàm sững sờ. Thẩm Diệu hỏi, địa bàn có thể không bị ảnh hưởng bởi trận pháp không? Nếu vậy, chúng ta nên thử. La Đàm gật đầu, chính là như vậy. Địa bàn quân đội dùng để chỉ đường, không bị ảnh hưởng bởi kỳ môn độn giáp. Ngươi thật sự muốn đi? Ta tin ngươi, cũng tin vào vận may của mình. Ngồi chờ chết không phải cách. Ta sẽ đi cùng ngươi." Thẩm Diệu kiên quyết. La Đàm há miệng, "Ngươi cũng đi?" "Đúng vậy." nếu thật sự có cao nhân, ta sẽ tự thuyết phục. Đây là trượng phu của ta, ta không thể giao việc này cho ai khác. La đàm nhìn thẩm diệu, cảm thấy như lần đầu nhận ra nàng. Thẩm diệu lý trí, trầm ổn, luôn phân tích lợi hại. Nhưng lần này, nàng lại chấp nhận mạo hiểm. Là vì tạ cảnh hành sao? Thẩm diệu đứng dậy, vẻ mặt kiên định như thể đây là kế hoạch của nàng từ đầu. Ngươi theo ta, mang địa bàn rồi nàng gọi Mạc Kình và Tòng Dương, các ngươi đi với ta đến Phượng Đầu Trang. Thiết y, ngươi chăm sóc tốt tạ cảnh hành, chờ ta trở lại. Có chuyện gì, ngươi quyết định. Hoàng thượng hỏi đến, chịu tội ta đảm. Nói xong, nàng cầm địa bàn, ra lệnh, chuẩn bị xe. Lời nói không thể nghi ngờ, uy nghiêm lộ ra ngoài. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn